Chào tất cả các bác nhé. Sáng nay là ngày 22 tháng 8. Hôm nay em lại về cái lô giày phải nói là siêu đẹp các bác nhé. Đấy, các bác ưng đôi nào thì ngay cho liên hệ ạ. Số điện thoại là 0383 440 440. Đây, đôi đầu tiên lên cho các bác. Một đôi phải nói là đỉnh qua đỉnh các bác nhé. Đỉnh của chóp luôn này. Đấy ạ. Yêu chưa? Đây này, nó là cực yêu luôn các bác nhé. Một đôi nai. Đôi nai này size bao nhiêu đây? Size 42.5. Size 42.5 này. Mã Y1. Size của nó là 42.5 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 350k nhé. 350k này ạ. Mã Y1 này, size 42.5, giá 350k. Tiếp tục lên cho bác một đôi, nó là đỉnh của chóp luôn. Một đôi đắt luôn nhá. Nhìn form dáng đẹp này. Đôi này thì các bác đeo lên chân cực đẹp nhá. Một đôi đắt bác nhé. Đôi này đeo lên chân đẹp lắm ạ, nó nổi lên đẹp lắm. Đôi này là size của em, nó là size 41 ạ. 41. Mã Y2. Size 41, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 420k. Mã Y2 này size 41 này, giá 420k. À nó tiện đây, em nói luôn các bác nhá. Bác nào mà mua hàng em á thì em đều cho các bác kiểm tra hàng hết nhá. Nhưng các bác ở trước khi các bưu tá ở đó thì các bác kiểm tra hàng giúp em với các bác nhá. Nhưng nhiều khi bưu tá nó về rồi mà các bác báo với em thì em không chịu trách nhiệm đâu các bác nhá. Như hôm nay có trường hợp một bác ấy ở tận mãi ở tận Tây Bắc ấy. Đấy, bác mua em mấy đôi giày ấy, nhưng mà toàn có những đôi hơn trăm, đôi 200, 300, 400. Nhưng mà em bưu tá thì nó đứng cho bác kiểm tra, thì bác kiểm tra xong rồi bưu tá về rồi thì bác mới bảo em là một đôi giày này nó bị bung cả gót rồi bác, mà nó rời hẳn ra. Thì trong khi đó là trước khi em gửi hàng cho các bác em đều test hết, kiểm tra hết nhé. Đôi nào mà nó bị bung ra em đều báo với khách hàng hết nhé. Đây mà bác bung hẳn ra, rời hẳn ra ngoài làm gì có chuyện đó không các bác. Khi đó em bảo là bác cứ kiểm tra hàng cho kỹ đi, các bác có bưu tá đấy bác cứ kiểm tra cho em nhé. Nếu mà đôi nào mà các bác bảo đấy không, nó không không ấy thì bác cứ báo em đổi cho các bác hoặc là các bác trả lại, vô tư không vấn đề gì các bác nhé. Thế nhưng mà bưu tá mà về rồi các bác nói với em là nó chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa đâu các bác nhé. Nên các bác phải thông cảm những vấn đề đó. Giày giày si các bác bảo bán lời lãi bao nhiêu, em bác có hỏi em bán 200 mấy trăm mấy một đôi giày, các bác lời gì nữa các bác, đúng không ạ? Nên ra là các bác phải lưu ý em chuyện đó nhé. Thế nhiều khi bưu tá về rồi các bác bảo em giày em thế nọ thế kia là chết em luôn đấy. Lúc bây giờ không xử lý cho các bác thì các bạn bảo em bán hàng linh tinh đúng không ạ, mà xử lý cho các bác thì em cứ 10 khách người ta không thích cái, vì em dính rất nhiều rồi. Có những đôi giày em các bác cực đẹp luôn, do chân người ta không vừa là một này, hai là nhiều khi cái mẫu người ta đeo lên chân không đẹp là hai này, là người ta giật ra các bác nhá, là nó bung cái đế này ra, hoặc là nó rách chỗ này cái các bác trả lại em. Như thế em có các bác có núi tiền em trả đền được các bác nhé. Em ra là các bác thông cảm. Chứ đây em nói trường hợp là một hai trường hợp như thế, không phải là ai cũng vậy bác nhé. Đây là nói trường hợp như thế. Đâm ra bọn em là sẽ không chịu trách nhiệm này trước khi là ship đã về bác nhé. Đấy. Tiếp tục một đôi siêu VIP cho các bác này. Đôi này đẹp lắm các bác nhé. Đôi này đỉnh đẹp luôn, không phải bàn cãi đôi này. Đẹp thế, lên chân đôi này đỉnh cao bác nhé. Này. Đôi đát này, các bác thấy không ạ? Những đôi này các bác đeo lên chân nó suốt đời không ạ? Size 42. Đợt này là em đấu được cái container giày này, nó quá rẻ các bác nhé. Có những đôi các bác bảo nhiều năm nay em bán hàng làm gì có đôi giày thể thao chính hãng nào mà có cái giá dưới 300.000 đâu các bác, không có nhé, toàn 500-700 trở lên thôi. Đợt này các bác bảo có những đôi hơn 100.000, 200.000, 250.000, rất nhiều các bác nhé. Thì có biết em bán nó rẻ cỡ đó thôi mà các bác bảo là mà còn em thế nên phải bù nọ bù kia, có chết em luôn các bác nhé.
Nếu khi các ship ở đồng kiểm với các bác á, mà giày em có vấn đề thì các bác báo em ngay, em đổi ngay các bác, không vấn đề gì đâu ạ. Cực kỳ đơn giản thôi. Nhưng mà ship mà về mà các bác mới bắt đề thì em làm không được đâu các bác nhé. Mã Y3 size 42 này. Đôi này giá 400. Mã Y3 này size 42 này giá 400. Này em nói cho các bác em những đôi giày em lựa cực kỹ rồi các bác ạ. Em đấu một cả công nhưng em đấu 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 nhiều shop gom lại chứ không phải em đấu một shop. Thành ra là các bác yên tâm. Chất lượng hàng tuyệt đối là yên tâm các bác nhé. Chứ không phải em đấu một shop đâu mà các bác phải suy nghĩ. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn những đôi nai này các bác bảo nó chỉ gọi là siêu độc thôi nhé. Làm gì có chuyện những đôi nai này này. Yên tâm chưa ạ? Trong này. Lót nó này. Đẹp không ạ? Đôi này của nó là size 40. Các bác bảo kiếm nó ra những đôi 40 đẹp như này các bác, đúng không ạ? Mà giá rất là yêu thương luôn. Mã Y4. Size 40. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 280k. Mã Y4 này, size 40 này, giá 280k. Này những mẫu giày này toàn mẫu giày độc lạ luôn nhé. Phải nói em lựa những mẫu giày này quá đỉnh cao luôn. Đây cho bác xem cái đôi Nike này. Này có nhìn cái thương hiệu này bác thấy đỉnh cao ạ. Này. Đôi này thì bác mà chơi bác nào mà chơi bóng á. Bác nào mà chơi thể thao đeo đôi này vào đúng là không còn gì phải bàn cãi đâu nhá. Đỉnh của chóp luôn. Phải nói đôi giày không có điểm chê bác nhé. Nhìn trong rất là đẹp đúng không ạ? Tem toàn tem hai lớp nhé, chính hãng 100% bác nhé, toàn tem hai lớp hết, tem mờ nhé. Đôi này size 43, size 43 bác nhé, hàng chính hãng tuyệt đối luôn. Mã Y5, size 43 này, bao lấy đôi này em để bác cái giá là 380k. Các bạn những đôi này mà những đơn hàng trước các bác gặp những đôi này phải tầm 800 thôi nhé. Các bác bảo bây giờ có 380k các bác còn một con sao nữa đúng không ạ? Y5 này size 43 giá 380k. Vì các bác bảo đợt này em đấu toàn công một đâm ra giá nó rẻ rất nhiều các bác nhé. Mọi ngày em đấu cứ ba người chung nhau các bác đâm ra là nó đắt hơn rất nhiều. Đợt này em đấu một anh em một công. Đâm ra là giá các bác yên tâm mà chơi nhé, không phải lo về giá nữa đâu ạ. Một đôi giày đá bóng này, thương hiệu này các bác biết rồi đúng không ạ? Rất nhiều tiền luôn nhé. Này bác nào chơi đôi giày bóng đá này chỉ đỉnh luôn này, bác nhìn đỉnh nó sướng không này. Yêu chưa, những đôi này thì quá là yêu nhá. Hàng thì em bên em là bao chính hãng 100% nha bác nhé, không có hàng là hàng nhái hàng fake hàng 1-1 bác nhé, chính hãng là chính hãng bác nhá. Chơi đôi giày này các bác mà thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo ạ, bảo vệ đôi chân các bác này. Ui, tem nó này mà toàn là giày hãng làm gì có giày ấy đâu ạ. Đấy đôi này size 41 này, giày đá bóng. Mã Y6 Mã Y6 này size 41 này, bao lấy đôi này em để bác cái giá là 420k. Giày Y6 size 41 này giá 420k. Này em lên những em đấu được những đôi giày cái nói bác cái màu nó độc luôn bác nhé. Còn những đôi này bác mua làm gì có những đôi nào màu nó xịn xò này đâu ạ. Để mà những cái màu này các bác hơi bị hiếm luôn này. Này bác nhìn những cái đôi này bác bảo thì đẹp chưa ạ? Đấy. Như này các bác lên chân nó mới đẹp, các bác còn nói là như chưa đẹp, các bác đeo lên chân mặc quần áo mà nó mới đẹp. Thương hiệu thì rất là đỉnh đám các bác nhé. Đôi này size to quá,
đôi này size của nó là size 45. 45 quá nha. Mã Y7. Size 45. Bao lúc này em để bác cái giá là 270k. Mã Y7 này, size 45 này, giá 270k. Tiếp tục một siêu phẩm cho các bác này. Đủ siêu phẩm chưa ạ? Đôi này gần như mới tinh mình nhé, gần như mới tinh luôn. Đôi này nó quá xịn. Size 43. Size 43 các bác nhé. Đây là mã Y8. Size 43. Giá là 780k. Mã Y8 size 43 giá 780. Lại một cực phẩm nữa các bác này. Đủ yêu nhận đôi này nó nhẹ. Các bác cầm lên lên đôi giày lên các bác không cảm giác các bác đeo giày nha, nó nhẹ mức độ đó các bác nhé. Không có cảm giác là các bác đang cầm đôi giày đâu ạ. Nó nhẹ chưa tới nửa lạng đâu các bác nhé. Một đôi giày bóng chuyền này thì đỉnh luôn, làm gì ạ. Đôi này size 42 các bác nhé. Quá là xịn luôn. Bạn nào đeo đôi này chân sướng chân luôn. Đôi này là mã Y9. Size 42. Giá là 900k. Mã Y9 này, size 42, giá 900k. Tiếp tục một siêu phẩm các bạn. Đủ yêu chưa ạ? Cực đẹp quá nhé. Tím mộng mơ luôn đấy. Đôi này size của nó là size 44. Mã Y10. Size 44 này. Giá là 270k. Mã Y10 size 44 giá 270k. Có chơi cái đôi này yên tâm chưa ạ? Nút vặn bác nhé. Đôi này là size 40 ạ. Size 40 các bác nhé. Size 40. Mã Y11. Size 40 này. Đôi này giá của nó là 270k. Y11 này, size 40 này, giá 270k.
lại một siêu phẩm nữa các bác. Những cái đôi này thì các bác biết nó đắt đỏ cỡ nào đúng không ạ? Không phải nói nhiều đúng không nhá, cực kỳ đắt đỏ. Size 43 Y12 Size 43 giá là 550k. Đôi này nó nhiều tiền lắm đó nha, nếu mà giày mới cực kỳ nhiều tiền luôn. Y12 size 43 giá 550. Vô đối bằng nhìn này, New Balance này. Những đôi New Balance này mà nó quá VIP bằng nhé. New Balance mà size 43 tiếp bằng nhé. Đẹp chưa? New Balance mã Y14 size 43 này, giá con này là 380k. New Balance nhân là một thương hiệu giày quá nổi tiếng rồi. Y14 size 43 giá 380k. Đôi giày này các bác bảo chỉ có em mới đấu đôi giày nó đẳng cấp này cho các xem. Đôi giày này nó đáng đồng tiền bạc gạo này. Còn đôi giày này nó xứng đáng đồng tiền bạc gạo. Đôi giày này nhé, em còn không lên form, em để nguyên cái form này các bác nhé. Nhưng đây con này lên form đẹp lắm. Đôi này này size 42 size 42 bác nhé. Mã Y15 size 42 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 430k. Y15 size 42 giá 430. Tiếp tục luôn như một lần hôm qua này. Chưa, như là như cái thuyền vậy, đẹp lắm. Nó trong size 44, 43, 44. Đẹp quá nên một lần. Chưa, rồi size của nó 44 ạ. Y16 size 44 này, giá là 350k. New Balance Y16 size 44 giá 350k. Tiếp tục lên cho các đôi giúp các bạn này. Đôi này size 40 Y18 size 40 giá là 290k. Y18 size 40 giá 290k.
Tiếp tục rồi, size to các bạn này. Đồ xịn quá. Quá xịn luôn. Redbook vào nha. Đôi này size của nó là 42. Con này là Y20. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 350k. Y20 size 42 giá 350k. Đó, video ngày em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng đôi nào thì nhanh cho liên hệ. Em xin chào các bạn.